Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục dẫn các bạn đi thăm cái bếp sóc trên cây của mình nha các bạn. Sóc bông nha. Thì bảy dân kia kìa. Bảy dân kia cái trái bắp nha các bạn. Đó. Cái camera mình quay nó không... được ngon nha bạn. Đó. Để xíu mình quay lại mình gỡ tháo đem về nha. Mấy ngày rồi mà không thấy dính. Ui. Cái cục gì? Cục gì đang thu vậy? Sóc bông các bạn ơi. Một em sóc bông kìa. Sóc bông nha các bạn. Nè, cục đang thui nè. Sóc bông. Sóc bông nha. Cái cây này mình đặt mấy ngày rồi giờ mới dính con sóc bông nè. Ok, để mình trèo lên mình bắt nó nha các bạn. Bông hoa da cam ha. Các bạn thấy cái sóc đẹp không? Sóc bông ấy nha. Sóc bông nhưng mà còn được con cá đó. Lồng đẹp ghê chưa? Quá đã các bạn. Chụp cho em cái màn hình à. Lên. Chụp cái mọi người. Chụp cái nè. Bụng giả cam nha các bạn. Đó, bụng giả cam nha. Bụng đỏ luôn. Bụng này đỏ luôn nhưng mà giả cam nha các bạn. Đỏ đậm luôn. Sóc này nuôi rất là đẹp nha các bạn. Chân đen nè. Bụng đỏ nha. Mình quay kỹ cho các bạn khi mình bạn mua sóc khỏi phải hỏi mình nhiều. Đó, đẹp chưa? Sóc cái. Mình kiểm tra tiếp nha các bạn. Nhiều khi các bạn cũng đi mua sóc ở chỗ khác, có khi nó rẻ hơn cũng mấy chục mà, nhưng mà khi nó người ta không có bảo đảm cho mình, ví dụ là hay bị lỗi như là bị cột đuôi này, cột chân này, nó bể đầu rụng lông rụng lá gì tùm lum hết. Mình bán nào là mình nói thật luôn. Ui, lại dính rồi các bạn ơi. Để con này dưới đây nha. Okay. Trên kia dính một con sóc bông nữa rồi.
các bạn thấy không? Cục đen thui trên kia, đúng rồi, sóc bông rồi. Ok, để mình bắt lên nha. Mình neo lên mình bắt nha các bạn. Mình để trên bụi cỏ này để mình lấy cái camera để mình leo lên mình bắt sóc nha các bạn. Nhưng mình không có đầu tư gì hết. Được, hai em sóc bông nha các bạn, nguyên cặp luôn. Cái con này cái nè, giờ nó dính cái đầu tiên nè. Này con sóc sóc bông đực. Thì một đực một cái nha các bạn. Để mình xem cái con này bụng nó dạ gì. Ui dạ cam luôn mọi người. Đỏ chót luôn. Dạ cam đỏ chót luôn nha các bạn. Chờ cái bộ hàng nó hơi bị bự luôn. Khủng. Mình đặt đây mấy ngày rồi nó dính nha các bạn. Ồ, có đã chưa. Quá sướng luôn. Rất đẹp nha các bạn. Nó hơi hút vô cái lồng mà nó hơi bị hư cái mũi một xíu nè. Làm sao hết. Này nuôi là mấy mốt nó lành lại à. Có mấy bữa nó lành lại liền. Đơn giản thôi. Rồi, sóc đất thôi. Đẹp luôn. Chân đen nha các bạn. Loại sóc bông này rất là đẹp luôn á. Tại vì nó nằm trong cái lồng nhỏ này nè. Nên cái lông nó không bị xù nha, cái đuôi nó không xù nha. Mình để vô cái lồng bự nè, nó chạy nhảy nè, lông nó xù rất là đẹp luôn.